Tham sân si là tâm cấu nhiễm, trái với ba điều thiện. Không tham, không sân, không si gọi là ba điều thiện. Trong kinh thường gọi tham sân si là ba độc phiền não, là nguồn gốc của tất cả pháp bất thiện, chính là tham sân si. Chư vị đồng học đều biết bản thân nghiệp chướng nặng nề. Khi chưa học Phật không biết, học Phật rồi mới biết mình có nghiệp chướng. Nghiệp chướng này đa phần đều nói ác nghiệp, nghiệp bất thiện. Không chỉ trong đời này, mà nghiệp chướng tích lũy từ nhiều đời kiếp trong quá khứ, quý vị xem nó sâu nặng đến nhường nào. Không nhận thức, không biết, vậy thì không còn cách nào khác. Khi học Phật mới biết, mới nhận thức được. Khi nhận biết rồi thì làm sao đoạn tận nó? Quý vị mới đạt được thọ dụng chân thật của Phật pháp. Trong kinh gọi là lợi ích chân thật, quý vị đã đạt được, cũng đã khai mở trí tuệ chân thật. Nghiệp chướng tiêu trừ liền khai trí tuệ. Nếu nghiệp chướng còn, trí tuệ không hiện tiền, trí tuệ là vốn có, nên nghiệp chướng, nghiệp này làm chướng ngại trí tuệ, làm chướng ngại năng lực, cũng làm chướng ngại phước báo của quý vị, quả là phiền phước lớn. Mê hoặc điên đạo, còn không ngừng tạo ác nghiệp, quả báo tương lai nhất định ở trong tam đồ. Trong tam đồ cũng có cơ hội, đó chính là xem một niệm sau cùng, tham sân si cái nào mạnh. Nếu phiền não tham mạnh, sức mạnh trật lực sẽ dẫn quý vị vào đường địa ngục. Sức mạnh sân nhuệ lớn mạnh sẽ dẫn dắt quý vị vào đường địa ngục. Quý vị đầu thai vào đường nào đều quyết định ở một niệm sau cùng. Cho nên một niệm sau cùng là A-di-đà Phật, người này sẽ đến thế giới cực lạc. Quan hệ lớn nhất là một niệm sau cùng. Bình thường niệm Phật chính là hy vọng đừng quên niệm sau cùng. Nguyên nhân chính là như vậy. Sợ bình thường không niệm sẽ quên niệm sau cùng này, để niệm những thứ khác như ngũ dục lục trần. Như vậy rất phiền phức. Ngũ dục lục trần làm dấy lên khởi tâm tham sân si của chúng ta, lại trôi lăn trong luân hồi. Ngàn kinh giảng luận, Đức Phật dạy chúng ta một câu nói chân thật nhất: tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Câu này nói một cách rốt ráo. Phật pháp, thị pháp, cõi trời, cõi người đều do tâm tưởng quyết định. Quý vị nghĩ gì sẽ được này? Nghĩ Phật sẽ thành Phật,
nghĩ Bồ Tát sẽ thành Bồ Tát, nghĩ đến trời tương lai được sanh thiên, nghĩ tham sân si mạng nghi, đó chính là ba đường ác. Ngày ngày nghĩ đến tham, đó là đường ngạ quỷ, đó là nghĩ đến quỷ đạo. Ngày ngày sân hận, nghĩ đến trả thù, muốn hại người, đó là địa ngục. Không có năng lực phân biệt chân vọng, chánh tà, thị phi, đây gọi là ngu si. Ngu si là súc sanh. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Quan trọng quá. Phải nhớ kỹ đạo lý này. Ngày nay là điểm cho chúng ta lựa chọn. Chúng ta phải có trí tuệ, phải có năng lực lựa chọn. Thông minh nhất, có trí tuệ nhất, có phước báo nhất sẽ chọn lựa làm Phật. Phải thật sự đoạn ác tu thiện, phải hạ thủ từ nơi tâm cấu nhiệm, phải đoạn tận tham sân si mạn nghi. Dùng phương pháp gì để đoạn? Tịnh tông có phương pháp di diệu nhất, chính là sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật sẽ đoạn được nó. Không khởi niệm thì thôi. Khi khởi niệm, niệm này chính là A Di Đà Phật. Bất luận là thiện niệm hay ác niệm, tất cả đều nương về Phật A-di-đà. Niệm đầu tiên khởi lên là thiện niệm, phải làm việc tốt giúp chúng sanh, phải tu dưỡng đạo đức. Nam-mô-a-di-đà Phật, trở về với Phật A-di-đà. Khởi ác niệm là theo đuổi danh văn lợi dưỡng, trở về Nam-mô-a-di-đà Phật. Không thể dừng niệm. Nếu niệm dừng, quý vị là thánh nhân, không phải phàm phu. Phàm phu nhất định không cách nào khiến ý niệm dừng lại được, chỉ có thể thay đổi nhanh chóng. Ý niệm thứ nhất khởi lên, niệm thứ hai đổi thành A-di-đà Phật. Cũng chính là nói, bất luận khởi niệm gì, không cho phép nó tương tục. Chỉ có Phật A-di-đà tương tục. Những ý niệm khác khởi lên phải đoạn tận ngay lập tức. Đây là gì? Đây gọi là biết niệm Phật. Đây gọi là chân niệm Phật. Phật hiệu niệm niệm tương tục, những ý niệm khác khởi lên liền dập tắt ngay, không còn nữa. Nhất định không để nó tương tục. Dùng phương pháp này lâu ngày, công phu rất đắc lực. Mới bắt đầu, phàm làm việc gì mới bắt đầu đều rất khó. Vì sao mở đầu khó? Tật khí vọng tưởng tạp niệm dưỡng thành vô lượng kiếp. Khi nó khởi lên, liền bỏ quên Phật hiệu. Không phải không muốn đổi, là do quên mất. Nên để cho vọng niệm này khởi lên,
nó liền khởi tác dụng, liền tạo tội nghiệp. Đến lúc tạo tội nghiệp, đột nhiên nhớ lại Phật hiệu, không chậm. Khi nào nghĩ đến đều tốt cả. Huấn luyện từ từ, càng nhanh nghĩ đến càng tốt. Tốt nhất là ngay niệm đầu tiên. Niệm thứ hai chính là Phật A-di-đà. Như vậy là tốt nhất. Nhân năng tự độ mới chuyển tướng chừng tê. Cũng chính là nói, quý vị tự độ là cần thiết, sau đó mới có thể giúp người khác. Còn như không thể tự độ, quý vị không có năng lực giúp người khác, chúng ta xem chú giải của Hoàng Niệm Tổ. Đoạn trên nói rõ sanh tử luân hồi, ưu khổ không dứt, khuyên họ lìa xa. Là gì? Chán ghét nên xa rời cõi ta bà. Đoạn này khuyên cầu sanh tịnh độ, tức là vui thích cầu sanh cực lạc. Tám chữ: ghét bỏ ta bà, vui cầu cực lạc, là điều kiện không thể thiếu của người tu tịnh độ, người cầu giảng sanh. Vì sao vậy? Vì quý vị không chịu xả bỏ thế giới này, như vậy làm sao giảng sanh được? Nếu muốn giảng sanh, phải buông bỏ hết tất cả những gì của thế gian, không có chút vướng mắc nào. Như vậy mới có thể bình an ổn định đến thế giới cực lạc. Có chút vướng mắc nào thì chẳng thể đến đó được. Thật sự nghĩ thông suốt, hiểu rõ mới chịu hạ quyết tâm. Vì sao vậy? Sống ở thế giới ta bà từ rất lâu, vô lượng kiếp đến nay đều ở đây. Một khi sắp đi, hình như rất khó phân khó xả. Có tâm tình này, bởi thì khi chưa hiểu rõ ràng minh bạch, họ không xả bỏ được. Thế giới cực lạc rất tốt, không tệ. Phật A-di-đà cũng rất tôn trọng họ. Nhưng thêm vài ngày nữa tôi đi có được chăng? Ý niệm này vừa sanh khởi, coi như cơ duyên này đã bỏ lỡ. Lần sau gặp lại không biết đến đời nào, kiếp nào. Rất khó nói. Nên cần có trí tuệ chân thật, có cảnh giác cao độ. Lần này gặp được, tôi không thể bỏ qua. Tôi thà đến thế giới cực lạc rồi trở lại. Trở về lại là Bồ Tát, không còn mê hoặc. Nếu ngoại duyên là Thái Bình Thạnh thì là một đất nước văn hóa lễ nhạc, chúng ta không nỡ rời xa. Cảm thấy ở đây rất tốt. Hiện nay gặp quá nhiều thiên tai, nên nhanh chóng giảng sanh là nhân duyên tốt, nghịch tăng thượng duyên. Ngày xưa còn có thể từ từ,
Thời gian chúng ta có nên cứ từ từ. Bây giờ không có thời gian, không kịp nữa rồi. Cần phải buông bỏ vạn duyên, phải nhất tâm niệm Phật. Quả thực thay đổi được tâm chúng ta, thanh trừ tất cả những thứ tạp nham trong lòng, sau đó đưa Phật A-di-đà vào. Tự tâm chúng ta là Phật A-di-đà. Phật A-di-đà tức là tâm tôi. Tuyệt đối đừng để lương tâm mình làm thành thùng rác cho bên ngoài. Những thứ dơ bẩn người ta không cần, quý vị đều ghi nhớ hết trong lòng. Như vậy quý vị trở thành thùng rác đựng rác bên ngoài. Như vậy là sai lầm, sai triệt để. Đây là một người hồ đồ, không phải người thông minh. Người thông minh trong lòng là Phật, là Bồ Tát, là Thánh Hiền. Đây mới gọi là tẩy trừ tâm cấu. Ngôn hành trung tính. Ngôn là ngôn ngữ, hành là hành vi, hành động. Trong tiên chủ nói, làm y như lời nói, lời nói đi đôi với việc làm, gọi là trung tính. Trung tính là gì? Nghĩa là trong ngoài tương ứng. Tức là tâm và miệng là một, không phải hai. Những gì tôi nói ra nhất định làm được. Tôi làm được mới nói. Tôi làm không được sẽ không nói. Nói được nhất định phải làm được. Đây gọi là trung tính. Quý vị xem ý nghĩa của chữ trung. Tâm không lệch lạc, không tạc nguy, gọi là trung. Nếu như tâm lệch lạc tà nguy, tà tri tà kiến, trung sẽ mất đi. Chúng ta không cần hỏi người khác. Quan trọng nhất là độ bản thân mình trước. Tôi có chữ trung này hay không? Nếu như thiếu chữ trung này, bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, nhân năng tự độ, mới chuyển tướng chừng tê. Cũng chính là nói, quý vị tự độ là cần thiết, sau đó mới có thể giúp người khác. Còn như không thể tự độ, quý vị không có năng lực giúp người khác, chúng ta xem chú giải của Hoàng Niệm Tổ. Đoạn trên nói rõ sanh tử luân hồi, ưu khổ không dứt, khuyên họ lìa xa. Là gì? Chán ghét nên xa rời cõi ta bà. Đoạn này khuyên cầu sanh tịnh độ, tức là vui thích cầu sanh cực lạc. Tám chữ: ghét bỏ ta bà, vui cầu cực lạc.
là điều kiện không thể thiếu của người tu tịnh độ, người cầu giảng sanh. Vì sao vậy? Vì quý vị không chịu xả bỏ thế giới này, như vậy làm sao giảng sanh được? Nếu muốn giảng sanh, phải buông bỏ hết tất cả những gì của thế gian, không có chút vướng mắc nào. Như vậy mới có thể bình an ổn định đến thế giới cực lạc. Có chút vướng mắc nào thì chẳng thể đến đó được. Thật sự nghĩ thông suốt, hiểu rõ, mới chịu hạ quyết tâm. Vì sao vậy? Sống ở thế giới Ta Bà từ rất lâu, vô lượng kiếp đến nay đều ở đây. Một khi sắp đi, hình như rất khó phân khó xả. Có tâm tình này, bởi thì khi chưa hiểu rõ ràng minh bạch, họ không xả bỏ được. Thế giới cực lạc rất tốt, không tệ. Phật A Di Đà cũng rất tôn trọng họ. Nhưng thêm vài ngày nữa tôi đi có được chăng? Ý niệm này vừa sanh khởi, coi như cơ duyên này đã bỏ lỡ. Lần sau gặp lại không biết đến đời nào, kiếp nào. Rất khó nói. Nên cần có trí tuệ chân thật, có cảnh giác cao độ. Lần này gặp được, tôi không thể bỏ qua. Tôi thà đến thế giới cực lạc rồi trở lại. Trở về lại là Bồ Tát, không còn mê hoặc. Đến đi tự tại. Muốn đến thì đến, muốn đi là đi. Người thế gian này không làm được. Giảng sanh thế giới cực lạc là nhập quốc tịch của họ, cầm hộ chiếu của họ, thông hành tự tại khắp biến pháp giới hư không giới. Hộ chiếu của thế giới Ta Bà chúng ta họ không thừa nhận, không đi đâu được cả. Nên thật sự nghĩ thông thì nhất định phải đi. Trong Di Đà yếu dạy, lì ghét bỏ Ta Bà, vui cầu cực lạc làm nguyện. Nguyện này là gì? Là nguyện sanh tịnh độ. Lại lì tín nguyện trì danh, làm nhất thừa nhân nhân. Tôi nguyện đi, nhưng đi như thế nào? Tín nguyện trì danh, quý vị sẽ đi được. Trong đời này của chúng ta chỉ làm ba việc này. Làm ba việc này thông thường nói phần tử tri thức đọc kinh là quan trọng. Nhất định phải bắt đầu từ việc đọc kinh. Không có văn bản này, tín nguyện không kiên cố. Đọc kinh chỉ nên đọc kinh Vô Lượng Thọ, hoặc là kinh A-di-đà. Kinh A-di-đà và kinh Vô Lượng Thọ là cùng một bản. Một kinh gọi là Đại Bổn.
Còn một kinh gọi là Tiểu Bổn. Văn tự có ít nhiều không giống nhau, nghĩa lý hoàn toàn tương đồng, cho nên thuộc về đồng bộ. Nhưng kinh Vô Lượng Thọ nói tường tận, kinh Di Đà nói đơn giản. Tường tận có ưu điểm, giúp chúng ta đoạn nghi sanh tín, kiên định tín nguyện. Có được ưu điểm này, đọc mỗi ngày phải đọc kinh văn. Có việc đọc kinh văn như khóa tu cần thiết của chúng ta, khóa tụng sáng và tối. Lúc Hoằng Nhất Đại Sư còn tại thị, Ngài là một phần tử tri thức. Khóa tụng sáng tối của Ngài là tụng phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện. Ngài có thể tụng thuộc lầu phẩm hạnh nguyện này, có thể thấy Ngài rất chuyên cần, đọc thời gian rất dài. Bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ xuất hiện, quả là hy hữu khó được. Không có những câu thâm thúy khó hiểu, nên khi đọc rất thông suốt, giống như văn chương của người Trung Quốc viết vậy. Nguyên văn kinh Vô Lượng Thọ có chỗ khó đọc, đây là do phiên dịch không được lý tưởng lắm. Nhưng bản hội tập này lại rất hay, những đoạn khó đọc không lưu loát đều không cần. Khi hội tập đã xóa đi những phần đó, chọn ra những văn từ vô cùng lưu loát, biên tập lại thành một bản. Điều này đối với chúng sanh 9.000 năm trong thời mạt pháp mà nói là đại ân đại đức. Bản này chúng ta càng đọc càng thích. Chú giải là giúp chúng ta hiểu rõ kinh văn, giúp chúng ta nhận thức về thế giới cực lạc, nhận thức về Phật A-di-đà. Nên lấy việc đọc kinh làm chủ, còn việc nghiên cứu kinh điển là trợ duyên. Khách chủ phải nhận thức rõ ràng, mục tiêu chỉ có một là quyết định cầu sanh tịnh độ, quyết định gặp Phật A-di-đà. Tín tâm này quan trọng hơn bất cứ điều gì. Nếu như có nghi hoặc, rất có thể đọa vào biên địa nghi thành. Tạo nên chướng ngại cho bản thân, đây là điều không cần thiết. Nên tín nguyện hạnh, trì danh chính là hạnh. Ba điều kiện này phải đầy đủ viên mãn. Nên biết Thế Tôn khuyến dụ giảng sanh chính là điều thiết yếu. Thiết yếu là khai thị quan trọng nhất.
Trong đoạn này người có thể tự độ, tức là độ tự thân. Đoạn kinh văn trên nói: biết khổ nên chán ghét xa lìa, rửa sạch tâm cấu nhiễm, trong ngoài tương ưng. Là những gì trong đoạn kinh văn nói là tự lợi hành. Những đoạn kinh văn này đều là nói đến tự lợi. Dùng phương pháp gì để rửa sạch tâm cấu uế của chúng ta? Chính là dùng cách niệm Phật, không dùng gì khác. Các bậc đại đức trong tông môn nói: không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Ngày nay chúng ta nói không sợ niệm khởi. Niệm là vọng niệm, chỉ sợ niệm chậm. Niệm thứ hai chính là niệm Phật. Niệm đầu tiên là phiền não, là tập khí, là vọng niệm. Niệm thứ hai là Phật niệm. Phật hiệu phải nhanh, phải tiếp theo lập tức. Đây đều thuộc về tự lợi. Trong ngoài tương ưng, trong này còn có một ý nghĩa khác nữa. Trong lòng tôi là Phật A-di-đà, bên ngoài cũng toàn là Phật A-di-đà. Tôi thấy tất cả mọi người đều là Phật A-di-đà, thấy tất cả sự vật đều là Phật A-di-đà. Quý vị đã thành Phật rồi. Vì sao vậy? Vì cảnh tùy tâm chuyển. Tâm là Phật A-di-đà thì tất cả cảnh giới bên ngoài đều là Phật A-di-đà. Nếu tâm là thiện thì cảnh giới bên ngoài không có gì bất thiện. Còn như tâm là ác thì cảnh giới bên ngoài không có gì không ác. Một tức tất cả, tất cả tức một. Đạo lý này trong kinh điển Đại Thừa nói rất nhiều, đặc biệt là kinh Hoa Nghiêm. Không thể không ghi nhớ điều này. Thập đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát tự nhiên được mà thực hiện được. Mười nguyện Phổ Hiền và nguyện của Bồ Tát Đại Thừa có gì khác nhau? Dùng tâm khác nhau. Bồ Tát Phổ Hiền dùng tâm chính là Phật A-di-đà. Tôi thường nói để Phật A-di-đà trong lòng, tâm là Phật A-di-đà, đó chính là Bồ Tát Phổ Hiền. Nền thế giới Tây Phương Cực Lạc là pháp giới của Bồ Tát Phổ Hiền. Phẩm thứ hai Đức Tuân Phổ Hiền trong kinh này nói: quý vị đến thế giới Cực Lạc là tu pháp môn gì? Tu hạnh Phổ Hiền. Cương lĩnh chung của hạnh Phổ Hiền chính là thập đại nguyện vương. Nguyện đầu tiên là lễ kính chư Phật, tất cả chúng sanh đều là Phật. Chỉ có mình tôi là phàm phu. Đây là Bồ Tát Phổ Hiền. Thật ra trong lòng quý vị tất cả chúng sanh đều là Phật thì bản thân quý vị cũng đã thành Phật.
Vì sao còn nói chỉ có mình tôi là phàm phu? Đây chính là tiếp dẫn chúng sanh, giáo hóa chúng sanh. Thật sự thành Phật là hạ xuống thập nhật. Quý vị xem, đưa lục đạo chúng sanh và chúng sanh ác đạo lên, quý vị đều là Phật. Thành kính khiêm hòa thật sự đã được thực hiện. Cách tiếp dẫn chúng sanh này là dùng thân hành ngôn giáo. Tôi làm ra cho quý vị thấy. Để quý vị thấy rõ ràng, nghe rõ ràng, lãnh hội tường tận, mới có thể thấu triệt chân thật nghĩa của Như Lai. Làm ra cho người khác thấy, trên thực tế chính là tự đức trong Hoàng Nguyên Quán, oai nghi hữu tắc. Đó là độ chúng sanh, chuyển tưởng chứng tế là hành lợi tha. Tức là điểm thứ hai mà Đức Thế Tôn khai thị. Chứng tức là cứu, gọi là triển chuyển cứu độ người khác. Tức là chúng sanh vô lượng thệ nguyện độ, phát đại tâm tự giác giác tha này. Chỉ có niệm danh hiệu Phật mới khế hợp tôn chỉ của kinh này. Tôn chỉ của kinh này là gì? Chính là tôn chỉ, chính là tám chữ: phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Đây là tôn chỉ của kinh này. Đã phát đại tâm thì nên lấy tâm trí thành, tích lũy thiên bồn để cầu được diệu quả của nguyện này.